Trong đêm ngày 3 tháng 11, trên địa bàn huyện Phủ Cử xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong. Cụ thể, trên đường 38B thuộc địa bàn thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, xe ô tô do anh Nguyễn Văn Thỏa ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội điều khiển theo hướng thành phố Hải Dương về thành phố Hưng Yên đã va chạm với xe mô tô do anh Vũ Đức Cảnh ở thị trấn Trần Cao, phía sau chở anh Hà Văn Đại ở xã Tống Phan, huyện Phủ Cử. Hậu quả anh Cảnh tử vong tại chỗ, anh Đại bị thương nặng. Cũng trong đêm ngày mùng 3 tháng 11, tại khu vực ngã ba thôn Nghĩa Vũ, xã Minh Tân, xảy ra tai nạn giao thông giữa xe ô tô và mô tô khiến một người bị thương nặng. Tại xã Tống Phan, xảy ra va chạm giữa xe mô tô và người đi bộ làm hai người bị thương. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Phù Cử đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn.